theo thông lệ vào ngày mùng 7 tháng Giêng âm lịch, các đền trên địa bàn huyện Thanh Chương đồng loạt tổ chức lễ khai hạ đầu xuân để cầu cho một năm quốc thái, dân an, xóm làng bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Điển hình là các buổi lễ được tổ chức trang trọng tại đền Bà Chúa Chè thuộc xã Hạnh Lâm, đền Cao Sơn, Cao Các, đền Ông Nến, đền Bảo An tại xã Đồng Văn, di tích Phủ Hòa Quân ở xã Thanh Hương và lễ hội đền Đậu tại xã Thanh Hà. Các lễ gồm có cáo yết tổ chức vào chiều tối ngày mùng 6 và lễ tạ được tổ chức trong ngày mùng 7 Tết với hai phần lễ và hội, thu hút hàng ngàn lượt người tham gia để phục vụ hoạt động văn hóa tâm linh cho người dân. Những năm gần đây, cấp ủy chính quyền, các ban ngành và nhân dân đã đầu tư nâng cấp tôn tạo được nhiều di tích. Như vậy, các nơi thờ cúng và làm lễ khai hạ đều khang trang, sạch đẹp. Sáng nay, Ban Quản lý Di tích Đền Cơn, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tế bánh chưng, bánh dày tại ngôi đền linh thiêng nhất xứ Nghệ, mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng của người dân phố biển. Các cụ già trong trang phục truyền thống, khăn xếp áo the trang trọng, hai bên là hàng nữ quan trong trang phục áo dài, đầu đội khăn cùng thực hiện nghi thức tế lễ truyền thống. Tục lệ đã có trên 200 năm được duy trì và phát triển, là sản phẩm văn hóa phi vật thể độc đáo của địa phương, được tổ chức vào ngày mùng 7 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Bánh chưng vuông tượng trưng cho mặt đất, bánh dày trong tượng trưng cho bầu trời. Bánh chưng, bánh dày là những sản vật tế phẩm đặc biệt lưu truyền từ thời vua Hùng dựng nước. Lễ tế bánh truyền thống hàng năm nhằm cảm tạ trời đất, chư vị thần linh và các bậc cao nhân tiên hiền có công với dân với nước, cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, ca ngợi sự linh thiêng của đền Cờn cũng như phong cảnh vẻ đẹp con người phương Cần xưa, nay là phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai. Sau khi lễ tế bánh kết thúc, bánh được chia đều cho dân trong làng và du khách với mong muốn ai cũng gặp nhiều may mắn và bình an. Lễ tế bánh chưng, bánh dày cũng là sự kiện văn hóa nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, góp phần tuyên truyền quảng bá về truyền thống văn hóa quê hương đến bạn bè du khách thập phương. Huyện miền núi Con Cuông, tỉnh Nghệ An nổi tiếng với cảnh sắc núi non hùng vĩ. Tuy nhiên, ít người biết nơi đây có tấm bia cổ trường tồn cùng thời gian. Đó là bia Ma Nhai, được khắc trên núi Nam Thành ở xã Chi Khê. Nằm ẩn khuất sau dãy núi Đa Vôi, Ma Nhai kỷ công bi văn, bia Ma Nhai là tấm bia cổ được khắc trực tiếp trên núi đá. Theo sử sách ghi chép, do Hoàng Giáp, Nguyễn Trung Ngạn biên soạn và khắc lên vách núi, tấm bia nhằm kỷ niệm chiến công của Thái Thượng Hoàng Trần Minh Tông năm 1300 đến năm 1357 chống lại giặc Ai Lao. Nội dung tấm bia thể hiện cuối thu năm Ất Hợi năm 1333, nhà vua thống lĩnh lục quân đi tuần ở cõi Tây. Thế tử nước Chiêm Thành, nước Trần Lạp, nước Xiêm và tù trưởng đạo thần là Quỳ, Cầm, Sa, Lạc. Rồi các bộ mạn mới phụ thuộc là tù trưởng Rợ Bôi Bồn và Rợ Thanh Sa đều dâng sản vật của địa phương mình, đồng thời tranh nhau đón rước. Chỉ một mình tên giặc Bổng cứ giữ thói u mê, sợ tội mà chưa tới chầu ngay. Đến cuối đông, vua đón quân ở cánh đồng Cự Đồn thuộc Bật Châu, rồi lệnh cho các tướng cùng quân lính mọi rợ vào tận nơi ở của chúng. Tên giặc Bổng nghe uy thế liền trốn chạy, vua bèn xuống chiếu đem quân về. Bia Ma Nhai được giới nghiên cứu xếp vào hàng bia đá có nét chữ lớn nhất Việt Nam. Trung bình mỗi chữ cái có đường kính khoảng 10,5cm trên tổng diện tích gần 3,5m². Tấm bia được khắc ở độ cao gần 100m. Trải qua gần 700 năm, bia đá vẫn trường tồn, nhắc nhở hậu thế luôn ghi nhớ công lao to lớn của cha ông trong sự nghiệp bảo vệ bờ cõi độc lập của dân tộc. Bia Ma Nhai được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Phạm Anh Khôi, tiền đạo gốc Việt đang thi đấu tại Bỉ, được giới mộ điều tại Việt Nam chú ý đặc biệt. Sao Mai Việt Kiều được tiền đạo Nguyễn Công Phượng dành sự thán phục và đích thân anh giới thiệu Anh Khôi thử việc tại U17 Việt Nam trong năm 2023. Phạm Anh Khôi sinh năm 2007 và hiện đang khoác áo U18 Royal Antwerp FC Bỉ. Đáng chú ý, Phạm Anh Khôi đều có bố và mẹ là người Việt Nam và anh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Cho đến khi gần 2 tuổi, cầu thủ này cùng gia đình chuyển đến Bỉ sinh sống. Phạm Anh Khôi có thể chơi được ở nhiều vị trí như tiền đạo, tiền vệ cánh hay trung phong. Tính đến thời điểm hiện tại, chân sút sinh năm 2007 đã trải qua 3 đội bóng khác nhau tại châu Âu. Đây được xem là thành tích khá ấn tượng đối với cầu thủ gốc Việt. Có một điều thú vị, trong khoảng thời gian thi đấu tại Bỉ, tiền đạo Nguyễn Công Phượng từng tiếp xúc và chứng kiến khả năng thi đấu của Anh Khôi.
và chứng kiến khả năng thi đấu của anh Khôi nên đã giới thiệu cho U17 Việt Nam. Tiếc rằng do trùng lịch thi đấu với đội trẻ Anwap, Phạm Anh Khôi đã không thể về trải nghiệm và thi đấu tại Việt Nam. Trong tương lai, Phạm Anh Khôi hứa hẹn sẽ là cái tên đáng gờm.